đời nha, làm chân mày mà không bị đau mà làm cho khách ngủ, trời ơi, là số 1. Cái chỗ này con bé thợ này nó làm vậy là ngon nha. Trời ơi, ngủ luôn rồi. Dung ơi, dậy Dung ơi. Dậy. Má. Trời ơi. Má, chồng má tới kìa. Đi diễn hả? Diễn gì trời? Diễn gì nữa? Ủa, lông mày làm xong chưa? Không rồi trời, mới ngủ mới khàn giọng luôn á trời. Ủa, có làm không? Chưa có làm. Nãy giờ thấy má ngủ ngái ngon quá nên chưa có làm. Ngon quá trời. Trời ơi, vậy tan hết tê của tôi hết rồi sao trời. Trời ơi nè. Ủa làm rồi nè. Rồi được không má? Đẹp quá. Đúng rồi nè. Đẹp quá trời luôn. Chứ là má biết sao con mới làm mực đen nha. Ta nâu đen nha. Đúng rồi, má đâu thích mực đen mà má nói rồi. Đen nhìn nó già lắm, dữ nữa. Y cái chân mày này khác với cái chân mày lúc nãy luôn nha. Này chân mày thiệt. Chân mày thiệt nè. Còn cái chân mày lúc mà chị vô mà chị chùi là chân mày giả hết á. Chân mày này thiệt nè. Chân mày này thiệt nè. Ừ. Nếu mà mình chỉ cần diễn tôi thì mình dễ đậm dễ lợt thêm cũng được phải không? Không cần dễ cũng được nữa. Nó cắt mày. Nói chung là làm cái này là làm tự nhiên để cho má không có bị quá dữ, bị quá già. Để làm cho tự nhiên thôi. Ví dụ má đi diễn hay đi đâu thì má có thể dậm thêm được. Mặt natural nè. Trời ơi. Chân mày hết, nói chung là cân đối rồi nha mọi người, không có bị một bên thấp một bên cao. Và cái sợi chân mày rất là mỏng, tỉ mỉ, từng sợi một đó nha. Bây giờ má coi kỹ đi, để con biết là má còn muốn chỗ nào để dặm luôn. Rất là tự nhiên luôn. Nhìn nó kỹ nha, tại vì cái này là sau 7 ngày nó bong ra. Khi mà 7 đến 10 ngày nó bong ra rồi là một tháng sau má phải đi dặm lại nữa. Tại vì có những cái sợi lông mày là nó sẽ không có ăn mực, là tại do da của mình nó có chỗ nó ăn mực không ăn mực, cho nên là mình sẽ dặm lại nữa nha. Đó. Tháng mình gặp lại nữa hả? Chân mày của má Dung là được có đúng một hàng lông thôi đó. Là mà tụi con lên, tụi con bây giờ là cứ vậy đi, đầu tháng nữa con chỗ ăn nó ăn mình dặm lại. Đúng rồi. Hả? Nhưng mà ngủ luôn hồi nào may luôn. Ngủ là dặm hàng giọng luôn á. Là cô bé nó làm cho chị. Hay tao ngủ mà tụi bay đứng canh rủi lắc là cái tao về cứu thì sao? Cũng may. Trời ơi, không, ta cũng căng rồi, ta nhìn vô ta thấy là cái chân mày ok, ta mới kêu chị dậy đó chứ. Không ngờ chị ngủ luôn. Ok nha mọi người nha, bên đây là của Hồ Bích Trâm đó mọi người. Hồ Bích Trâm House Spa Beauty. Ê, ông chùi mấy cái bọn anh là xong. Ví dụ tôi làm chân mày, tôi ngủ luôn tới giờ. Chồng ơi chồng. Chồng mày la sao đau, má cứ nghe anh Dũng Hùng. Chồng. Chân mày chị Dung đẹp quá, không mấy em làm chân mày anh được không? Mà anh nhưng mà anh Dũng lên nằm xuống em. Trời ơi. Cạo sợ cho chị. Không. Ủa anh Dũng mà anh làm em giờ cạo trục lóc luôn á. Chân mày về còn làm gì nữa chăm? Lần này là lần thứ ba rồi mọi người. Nhưng mà đối với Dũng thì với cái cảm nhận. Nhưng mà anh cái làm chân... ở đâu sao anh không qua ủng hộ em? Lúc đó em chưa, con chưa mở tiệm. Em chưa có mở tiệm. Em chưa có mở mà đâu có biết. Không ai làm chân mày với má Dung hồi trơn á, 8 giờ tối. Không, tao có biết lúc em chưa có thông mở nữa. Quá con ơi, thông cảm đi nghe đó. Rất là tự nhiên nha các bạn. Phải mình gì? Làm xong cái này là mình không có maquillage nè, mặt không maquillage nè. Đó rất là bình thường. Còn nhiều khi mình làm xong cái mặt có đậm lè, đậm đen nè. Luôn. Đảm bảo luôn á là khi mọi người coi clip á, mọi người kêu sao cái chỗ này nhìn nó kỳ kỳ đúng không? Đây nè, nói cho nghe nè. Nè, cái phần ở chỗ này của má Dung á. Là ngày xưa má có để thẹo hay gì không má? Chỗ đúng này. Rồi. Có thẹo không? Nó có thẹo ngang qua. Đây nè, có một cái thẹo ngang qua nè. Cho nên là nhìn cái chỗ này nó hơi kiểu nó hơi lộ cái thẹo. Nhưng mà tụi con đã cố gắng hết sức để che rồi đó. Đây là chân mày của má Dung trước khi làm nè cả nhà. Và sau khi làm. Em quay qua phía chân mày là bên đây nè. Đó. Má Dung có một cái vết sẹo ngay chỗ đó. Nè, bởi vì con hỏi liền đó. Con hỏi liền nè, tại vì khi mà nhìn vô trong hình á thì thấy cái chỗ này nó sẽ nổi cái sẹo lên xíu, nhưng mà hồi nãy mình cũng đã che rồi. Mình cũng đã che nhiều lắm rồi đó. Rồi nhưng mà ổn nha. Chỗ này bây giờ còn chỗ này còn con ấy là một cái xíu nữa. Cái sợi này là sợi sexy brown, đi từng sợi luôn, làm 2 tiếng đồng hồ. Đây này có từng sợi nè. Nè. Nhưng mà mới nhìn xa ra như nè, mới thấy tự nhiên không? Thấy tự nhiên. Đó. Đứng xa là em thấy tự nhiên lắm rồi đó. Đứng xa nè, em đứng xa để thấy rất là đẹp. Xa lắm rồi. Xa. Trời ơi, tự nhiên á, một ngày đẹp trời cũng gặp má Dung, bữa nay con mới nhìn, con mới nhận ra má luôn á. Hồi nãy má chùi trong mày, cái con nhận không ra má luôn á. Thì nó bên cao bên thấp thôi. Không có lông mày. Chứ là không có lông mày, còn bây giờ có rồi nè. Dạ, hồi nãy là trước. Và còn đây là after là sau hả mọi người, big boss after bây giờ mọi người ơi bữa nay là bị Hồ Bích Trâm dụ để làm chân mày mà não giờ dù nó dụ hoài từ năm này qua năm nọ, tại vì rất thứ nhất là sợ đau, thứ gì là sợ bị đậm đen,
không có được tự nhiên, rồi đóng phim giờ mặt dữ lắm. Thì bữa nay cuối cùng bị dụ mà ngủ 2 tiếng đồng hồ, giật mình dậy khàn tiếng luôn. Thì làm chân mày rất là tự nhiên. Mình muốn vẽ thêm là muốn làm thêm cũng được, còn cái này là nó hợp lên khuôn mặt không, cái đánh phấn của mình nè. Hợp với gương mặt natural. Natural. Chân mày cũng rất là natural. Chân mày thì mọi người sẽ xem một cái sự biến hóa từ một cái chân mày đã 3 lần làm rồi, thì bây giờ thêm một lần thứ 4 nữa cũng chẳng sao. Thì mọi người coi coi biến hóa như thế nào để coi có được tự nhiên giống như chị Phương Dung không nha. Ok, để nằm xuống. Cắt này làm Dũng cho quay không. Anh ơi, gì đừng nói với em là anh ngủ luôn nha. Thì cũng mém mém ngủ rồi đó. Em liên qua máy dung đi cho chị, qua chị lấy cái gương cho anh. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là chân dung cặp chân bài mà Trâm vừa làm cho anh Dũng xong. Trần 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 quá. Má qua coi, má đẹp lắm á. Tao coi đẹp không chị Dung? Ôi đẹp hơn nãy nhiều. Trời ơi, thì không bằng đâu. Đẹp nha. Không ngờ luôn nha, anh nằm đi để cho mọi máy dung chiêm ngưỡng đẹp má. Lần thứ 3 rồi các bạn ơi. Ngày mai đi quay á anh? Thứ 4. Đúng rồi. Ngày mai đi quay phải không? Mai hỏi làm chân mày, hỏi làm chân mày. Em đảm bảo là đoàn phim á mời ngồi nhìn anh cười hoài luôn á, ngày mai đảm bảo là anh diễn tới đâu cũng đã cười hoài luôn. Sáng đẹp ra, sáng rồi ra, mặt rất là đẹp. Thì không. Dạ anh hồi hộp, anh muốn coi chưa? Thì muốn coi đâu được, coi từ 15. Anh nhắm mắt đi. Tự nhiên cái em làm nôn dễ sợ luôn, bà con quý vị đó làm nôn dễ sợ. Bà Dung bả làm cái chân mày rất là đẹp, cho nên là mình cũng muốn chiêm ngưỡng cái sắc đẹp không, của mình. Không, để Trâm đính chính nha, có nghĩa là anh Dũng đã làm rồi và Trâm nó chỉ là dặm thêm phải không? Không phải dặm, em muốn dặm gì hết trơn á. Em cạo cho nó vô phơm. Em cạo cho nó vô phơm lại chứ anh á. Ủa sao mà lâu vậy, cạo mình vô lâu quá vậy? Trời ơi, em làm cái kỹ lưỡng nha, em cạo từng sợi. Có phun lại. Không, hồi nãy có nói là giờ dặm có phun lại, có phun lại thôi, coi đi, coi gương đi nha. Rồi để mình chiêm ngưỡng nha mọi người cái chân mày. Rồi có nghĩa là xong rồi đó. Bây giờ trời ơi. Ê, tao có giỡn nó mày ơi. Trời ơi. Trời ơi, Trâm. Hồi nãy hai đuôi giờ còn có đuôi kiểu gì nữa. Trời ơi, Trâm ơi, mày làm cái chân mày gì kỳ vậy? Ừ vậy đó. Trời ơi, tao giờ lỡ rồi, ai biết nó ngủ chi. Mày còn cười nữa, mai tao đi quay mày ơi. Trời, nó chưa có khô mực luôn đó, từ từ nha, một hồi nó khô mực rồi nó đẹp hơn nữa. Là sao, là cái mực này nó thấm vô là nó dịu xuống hả? Thì nó bốc mại rồi nó lỡ ớt. Không má, má cái mực của con nó ăn luôn chứ không nữa đâu. Tao kia mày làm giống như bà Dung, cái mực với bà Dung mà mày làm cái... Chân mày của anh là chân mày đã làm rồi, sao làm được với má Dung được. Trời ơi. Mà công nhận đẹp nha, em thấy đẹp mụ nội ta. Trời đất ơi. Bình thường là có những người ta đã nói cái chân mày, ta chân mày đậm rồi. Ừ, không sao vậy? Không, má lấy chân mày này gọi là chân mày dâm. Chân mày tướng. Không có chân mày dâm. Dâm cái mụ nội tao. Không có dâm, dâm. Thì biết tao né cái chữ dâm rồi. Ôi mày ơi, mày cứu tao đi chứ tao. Làm sao lấy cái này chùi được không? Body không. Shop đồ này không. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi, bây giờ làm sao với cái cặp chân mày này, 7 giờ được sáng đó, mai. Tao không có giỡn đâu mày ơi, mày giờ tao biết bắt đền nhỏ này nè, đền đi. Rồi bây giờ nằm xuống đi. Nằm xuống đi em chỉnh lại cho. Tao giỡn luôn. Thôi, ôi đi về vậy, để cái chân mày nó về. Vậy mày sao mày quay? Ủa, tự nhiên quá, có. Con vô đây con ba. Trời ơi, nghĩ sao mà nó làm cái chân mày mình vậy nè. Để ba, để con ngủ. Cho con đẹp không? Chú làm đẹp không con? Chú rất cười kìa. Chú làm đẹp không? Vậy làm diễn hề được rồi đó. Đẹp kìa. Đẹp đâu mà đẹp. Đẹp không con? Đẹp nó đọc đầu kìa. Chết cha rồi, thôi thua rồi. Kỳ quá à, thiệt tình á. Đẹp con xó đi chứ sao vợ giờ chịu khó nằm 2 tiếng hồ xó. Trời, cái này lấy mực ra đau lắm. Hút ra thôi, bây giờ lấy đi, kéo máy qua, đau. Bắn nè. Bắn laser đau nha, hỏi ủ tê luôn đi. Ủa chứ ai biểu ngựa á. Một ai đòi làm lần thứ 5. Tao có, tao kêu là làm sơ sơ lại cho tao phía này cho nó gọn gàng lại. Tại vì nó mấy đuôi nãy mày tư vấn tao mấy đuôi. Rồi bây giờ đây là cái nước hút mực. Hơi đau nha. Rét lắm. Nhắm mắt lại. Trời ơi, nhắm mắt lại đi. Tình luôn á. Tình gì?
nữa. Đi làm tốn thời gian ghê luôn á. Bây giờ nhằn nhằn gì nữa, tiền bạc em vẫn lấy xong thẳng nha. Lấy chân mày của anh là em cạo cho nó gọn, với lại em làm lên lại là em lấy 9 triệu đó. Mày nghĩ sao mày lấy tiền tao, tao bóc phốt mày đó, chăm. Gì nữa vậy? Là nó không ra hả? Chết mẹ. Trời trời. Nó không ra nó lê măng nữa luôn. Chết mẹ rồi. Giờ... Rồi, cả nhà ơi, từ từ nha để giải quyết nha. Đừng có làm quá nó quýnh nó hết giải quyết được luôn chứ tao thấy thua rồi đó. Xong chưa chấm ơi? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Dạ, đây, thưa quý vị khán giả, em chưa đụng gì tới chân mày của ông luôn. Chân mày của ông đi làm chỗ khác rồi, ông đi làm 4-5 lần rồi, hôm nay em qua em chỉ tém gọn chân mày thôi. Có hai lần à mày ơi. Em trả lại nguyên thủy cho anh rồi đó nha, chứ em có đụng gì hết trời như này nha. Ủa bình thường nè. Ủa, bình thường ha. Nhờ vậy em mới biết được anh chửi em không ra một cái gì nha anh Dũng. Nãy giờ có chửi gì đâu chăng. Trời ơi, không chửi gì luôn kìa. Thầy chửi gì luôn. Tao chỉ nói là mày nói chân mày dâm thì tao nói dâm mụ nội tao thôi. Chứ tao chửi mụ nội tao chứ tao đâu có chửi mày đâu. Ờ đúng không? Nãy giờ có ai để ý tôi chửi nó không? Không hề chửi. Trời cái miệng rồi. Không hề chửi luôn nha. Má trời cái miệng rồi. Nói chung là Hồ Bích Trâm House Spa Beauty. Good. Ok, được. Không, anh biết nha, em tém ngọn chân mày chăm thôi. Mọi người biết sao không? Anh Dũng mới làm chân mày mà anh để cho lông mày nó mọc tùm lum tà la hết trơn á, chăm qua chăm tỉa cho nó gọn lên là tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền. Đó, rồi xong đó hết chửi bè Hải rồi đó, còn để chửi gì mà chửi.